Ở đây thì gồm có 4 mặt hàng. Đầu tiên là chiếc Tedcam 112MK2. Con này chỉ dùng nguyên cho cassette thôi. Chúng em sẽ quay chi tiết cho quý vị là riêng cái cassette thì còn nó có cần làm đến như vậy không? Chưa. Con này cassette đấy. Con này con Tedcam giá 3,9 triệu. Chúng em sẽ quay đến cho quý vị xem là cái độ cassette này nó cần phải làm khủng như thế này không. Sang đến con thứ hai, nó là con Pow. Con Pow PV CS800. Điện 100V, điện 120V. Nó còn 100V đúng không? Đây là nhân viên này cũng viết thế nên không để ý. 120V. Quý vị nhìn nó khủng như thế nào. Sau đây em sẽ tìm hiểu chi tiết. Mức giá của nó là 13,9 triệu. Sơ đồ trên thế. Sang đến con tiếp theo nữa, đó là con âm ly Pioneer. Dòng âm ly Pioneer con này có model là Pioneer SA7000 7000. SA7000 con này có đèn tia nhé, đèn tia. Và cuối cùng đó là con âm ly Intera A755MK2 Intera Onkyo. Con này con âm ly Onkyo Intera MK2. Con này có mức giá 5,9 triệu. Hồi gỗ. Đấy. Đây, các bạn nhìn xem. Tại sao nó lại hay như vậy? Đấy. Đây là những chiếc âm ly, những chiếc đầu. Quay trở lại với chiếc đầu Tedcam đầu tiên. Với chiếc đầu Tedcam này thì nó có cả chức năng ghi. Này ghi. Và đặc biệt là em nó có hai đèn vu. Tất cả đồ em chưa lau một chút nào cả. Đây, nếu mà lau thì nó sẽ sáng, nó không bị vết như này đây. Ví dụ lau đi này, nó sẽ sáng đi này. Nó sẽ sáng lên, nó không bị vết đó. Chưa lau. Con này là đầu cassette Tedcam 3,9 triệu. Bởi vì là cái đầu cassette ngày xưa các bác biết rồi đấy. Họ làm họ cầu kỳ đến như thế này cơ mà. Nó liên quan đến cả hai bộ bạch bo xử lý, cái bo xử lý nó khác nhau luôn. Này. Đến nỗi mà chỉ có một cái băng cassette không mà họ đã làm xử lý hai cái bo mạch, các bạn nhìn này, em tổng thể hai cái bo mạch các bạn nhìn. Các bạn thấy sợ chưa? Có nhất thiết nó phải làm cái đầu cassette như vậy không? Thì để so sánh bây giờ các bác mở cái đầu CD tất cả đang bán trên thị trường ấy. Chắc là các bác mở ra thì chắc nó chỉ có hai cái bìa mỏng dính là đã xong rồi. Vậy mà đây con đầu cassette này chỉ có con đầu chạy băng, quay băng cassette thôi. Mà nó họ làm game. Mức giá 3,9 triệu. 3,9 triệu. Hàng đẹp luôn đấy. Đây là con Tedcam, con này khi chạy thì hai cái đèn vu này nó vẫy rất là đẹp. Đèn vu hoạt động bình thường. Sang đến con tiếp theo. Con này thì hàng khủng rồi. Con này thì hàng quá khủng, quá nặng. Con này là con Pow PV CS800. Pow PV CS800. Thì đối với con này thì báo cáo quý vị là quý vị để ý hộ em này. Đối với con này này. Con này là quý vị nhìn này, mỗi một vế nó chạy 12 sò, đôi 4 6 8 10 12 sò. Mỗi một vế em nó chạy với 12 sò sắt. 12 sò sắt thì sò em sẽ quay luôn cho quý vị biết xem nó là sò gì. Đấy. Được chưa? Mỗi một vế em nó chạy với đây 12 sò sắt. Thì nó có hai bìa. Đây một vế đây. Nhẹ nhàng nó nặng, nó rơi xuống thì nó ảnh hưởng đến. Đây, và các bác nhìn là phía sau cái bìa tản nhiệt đấy nhá. Thì nhìn này, nó làm này. Biết bao nhiêu tụ, biết bao nhiêu con mạch nó nằm ở dưới này. Đấy. Nó làm để làm cái gì? Nhìn thấy chưa? Đây, cả một cái bo này luôn. Nó nhìn thấy chưa? Ôi trời. Toát mồ hôi. Nha. Toát mồ hôi với cái bo này luôn. Nhìn chưa? Đấy. Để quay sang đây.
Đó, các bác là đấy, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, bên này cũng với 12 sò luôn. Đấy thì với hai vế này thì không nói được rồi. Còn ở giữa đây các bác nhìn này, nó có hai quả, đây như kiểu nó gài bom nguyên tử hay sao các bạn, hai cái quả tụ này biết tả nó như cái gì nhỉ, nó to bằng cái cốc uống bia của mình ấy, gần bằng cái cốc vại uống bia. Bởi vì cái máy của em quay này, máy của em quay ở trong này đấy, thì đa số là bình thường ở ngoài nhìn 10 thì vào trong này nó chỉ còn khoảng 6-7 thôi. Nên phải nói như thế để cho quý vị hình dung. Nên nó to gần như cái cốc vại của mình, hai quả này. Được chưa? Còn ngoài ra thì cái biến thế thì nó chiếm hết cả nửa, 1/3 cái khoang nằm giữa rồi. Như thế. Đấy, bên này, còn bên này vậy. Đấy là con pao. Con pao. Nhìn như thế này thì các bác biết là công suất nó như thế nào rồi. Về phía sau, đây, phía sau của nó đây ạ. Đấy. Phía sau của nó đây. Các bác nhìn chưa? Và cái đặc biệt là các bác nhìn hộ em đây. Con này của nó là 120V. 1500W 12A. 120V, 1500W 12A. Được chưa? Nếu mà đánh ở lượng 4 ôm thì là 400W. Đấy. Quá khủng cho các bác. Còn đây là cái nắp đậy trên này của nó. Cái nắp đậy này thì nó có sơ đồ, tất cả cái sơ đồ của nó đây này. Em giữ nguyên sơ đồ đây cho các bác, để bác nào cần chụp thì tham khảo. Giải đáp tại sao những con âm ly như con pao lại hay vậy, nó khổ. Sang đến đây, con Pioneer SA7000. Con này thì hàng vẫn đẹp lắm. Đây những cái này, đây là băng dính này. Đấy, băng dính có phải cạo này đấy, không cạo đi. Băng dính này các bác về bác dấp dầu hỏa vào nhé, cái dầu đèn đấy, hoặc lấy tay này, lấy tay lau hết này. Đấy em lau còn đang hết này, đang già này. Lau là hết thôi, được chưa? Đừng tuyệt đối đừng lấy xăng, lấy xăng lau là các bác tẩy hết mất cái chữ này. Đấy, vệ sinh cho sạch. Còn cái bo mạch của nó bên trong các bác nhìn này thì biết rồi. Nó làm cả cái bo tản nhiệt này theo kiểu hình xương cá, tất cả xương cá. Và phía dưới này được lắp, chắc chắn là sò được cái ghép ở phía dưới rồi. Đấy, con này sò được lắp chìm hết phía dưới. Không nhìn thấy. Sở là phía dưới hết, không nhìn thấy. Các bác nào cần biết chi tiết về con này hơn thì bác cứ nhập vào Pioneer SA7000, nó ra hết công suất là thông số. Ra hết thông số là bao nhiêu sò gì, vì em không muốn mở nữa. Mở nhiều lắm và lâu lắm. Này, mặt dưới nhìn đẹp kem. 3,9 triệu giá bèo cho các bác. Ghép lo nào chả hay. Được chưa? Sang đến bên đây, đó là con Onkyo Intera A755MK2. Onkyo này, Intera A755MK2, mức giá 5,9 triệu. Em quay chi tiết vào đây cho các bác nhìn con Onkyo này. Tóm lại là nhìn nó chi chít. Nhìn nó hoa hết cả mắt. Đấy. Toàn thấy bò mạch rõ nhiều cả đống ở đây. Đây, con này lại còn là cái bò nghiêng đây nữa này. Hết nằm ngang lại nằm dọc, đủ các kiểu nằm. Nó lại nằm đủ các kiểu luôn. Nhưng con này em nhìn xem là nó đánh sò như nào, nhưng mà các bác này con sò con này thế nào. Con này thì chỉ đây. Con này nó được đánh với lại 4 con sò sắt.
bốn con sò nách nách em nhìn nách được rồi, quay đó thì con này được đánh với bốn con sò sắt, một con sò đen, một con sò đỏ này. Nét này, con sò nách 2SDI180, ở dưới là cùng con chữ đỏ, bên trong này cũng vậy, một con đen dưới một con đỏ, được bốn con sò sắt. Con này có mức giá là 5,8 triệu, 5,9 triệu, vỏ hồi gỗ luôn, vỏ sắt đây, vỏ nó bên này hồi gỗ kìa. Bây giờ em quay giới thiệu đến cho quý vị là 4 mã âm ly đầu, cassette, rè bao cho các bác. Cho các bác xem chi tiết là tại sao một số chiếc đầu chiếc âm ly nó là cho cái chất âm mình là hay, mình mạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào clip lần sau ạ.